Chúng ta sẽ mở đầu bản tin tối ngày hôm nay với những thông tin của bóng đá trong nước. Thưa quý vị khán giả, trong ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam đã di chuyển tới khách sạn Crowne Plaza để sẵn sàng bước vào cuộc hành trình chinh phục 3 trận đấu còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong ngày hôm nay, thì toàn đội cũng đã được phổ biến những quy định mới và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của nhóm phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đang tác nghiệp tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Sau khi test COVID-19, sáng nay các tuyển thủ đều cho kết quả âm tính. Hôm nay thì toàn đội cũng đã được phổ biến những quy định mới trong các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022. Trong thời gian diễn ra giải đấu, toàn đội sẽ hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài theo quy trình khép kín từ khách sạn tới sân tập, sân thi đấu và ngược lại. Sẽ có 3 lần kiểm tra nhiệt độ trong ngày thi đấu, 10 giờ sáng, trước khi ra khỏi khách sạn và lúc tới sân. Danh sách đăng ký sẽ được gửi vào đêm trước các trận đấu, ít nhất phải có 3 thủ môn. Danh sách chính thức 90 phút trước khi vào trận. Ban huấn luyện sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ở trong cabin. Về vấn đề ẩm thực, VFF đã làm việc trước với khách sạn Crowne Plaza với những thực đơn được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với từng cầu thủ, với sự kết hợp các món Âu Á vừa giàu dinh dưỡng lại hợp khẩu vị. Tối nay 20:30, đội sẽ có buổi tập đầu tiên dưới sự điều hành của AFC, tiền đạo Tiến Linh sẽ trả lời phỏng vấn. Thông tin cập nhật về đội tuyển sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị ở các bản tin tiếp theo. Hoàng Cường, phóng viên Đài truyền hình Việt Nam từ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trước khi lượt trận thứ 6 ở bảng G diễn ra thì có lẽ chẳng ai để ý đến đội tuyển Indonesia và mọi sự chú ý được đổ dồn về 4 đội còn lại. Tuy nhiên, trong trận đấu diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, thì đội tuyển Indonesia lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, một lối chơi vô cùng mạnh mẽ trước đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển Thái Lan được chờ đợi xoán ngôi đầu của đội tuyển Việt Nam khi mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo chưa thi đấu. Đối thủ là đội cuối bảng Indonesia toàn thua cả 5 trận, đúng là hợp lý với mục tiêu ấy. Các học trò của huấn luyện viên Nishino đã có tới 2 lần dẫn trước, nhưng đội tuyển Indonesia không hề buông xuôi. Mọi thống kê của đội tuyển Indonesia đều thua kém đối thủ, trừ bàn thắng. Lần lượt Kadek Agung và Evan Dimas tỏa sáng mang về điểm số đầu tiên cho đội cuối bảng. Ở trận đấu cùng giờ, đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thể hiện đẳng cấp vượt trội so với đội tuyển Malaysia. Chỉ mất 18 phút, đội chủ nhà vượt lên do công của Ali Ahmed. Mọi thứ sụp đổ với đội tuyển Malaysia trong ít phút cuối trận. Fabio Lima nâng tỷ số ở phút 83 trước khi chính anh và Ali Ahmed ghi thêm 2 bàn ở phút bù giờ, ấn định chiến thắng 4-0 cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Kết quả của hai trận đấu mang thêm một chút lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vững vàng ở ngôi đầu bảng, trong khi vẫn còn một trận chưa đấu so với 3 đối thủ khác. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đội đứng gần nhất với đội tuyển Việt Nam và hai đội còn gặp nhau trực tiếp. Trong khi đó, mục tiêu hợp lý nhất với đội tuyển Thái Lan và Malaysia sẽ là vị trí nhì bảng. Ngày 7 tháng 6, đội tuyển Việt Nam sẽ củng cố vị trí đầu bảng nếu đánh bại đội cuối bảng Indonesia. Trong khi đó, đội tuyển các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ gặp đội tuyển Thái Lan ở trận đấu cùng giờ. Bên cạnh yếu tố về chuyên môn thì một trong những điều mà những người hâm mộ tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất quan tâm nhất vào thời điểm hiện tại đó là làm thế nào để có thể vào sân theo dõi các trận đấu của bảng G. Điều kiện thì không quá khắt khe thế nhưng lại khá là khó để dành cho những cổ động viên nước ngoài, trong đó có người Việt Nam. Đây là cửa soát vé vào sân Jaben. Điều kiện để các cổ động viên có thể vào sân theo dõi các trận đấu tại vòng loại World Cup 2022 tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đó là phải đáp ứng hai yêu cầu. Một là phải tiêm vaccine, hai là phải test PCR âm tính có hiệu lực trong 48 tiếng đồng hồ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất gần một nửa dân số được tiêm vaccine nên giờ test thêm PCR cũng chẳng vấn đề gì với các cổ động viên này. Anh Al Jabi rất tự tin khoe với chúng tôi, mình đủ hai điều kiện để được vào sân cổ vũ. Lâu lắm rồi chúng tôi mới được đi xem đội tuyển thi đấu. Hôm nay tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng 3-0 hoặc là 3-1. Quy định khắt khe này cũng làm khó nhiều người nước ngoài muốn xem bóng đá. Anh Jason, quốc tịch Anh, dù đã tiêm vaccine rồi nhưng chưa test PCR nên cũng phải ở ngoài. Có lẽ tôi chưa hiểu rõ lắm về quy định này. Trận sau tôi sẽ đi test để vào sân. Tại Dubai, phần lớn là dân lao động nhập cư,
phải có ID mới được tiêm vaccine. Nên điều này cũng hạn chế khá nhiều cổ động viên Malaysia tới sân. Họ được 240 ghế, nhưng cũng chỉ có gần 200 cổ động viên đáp ứng được điều kiện. Cũng đủ để tạo ra sự sôi động trên khán đài. Đây là trận đấu khó khăn, cả hai đều cần chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có điểm trong trận này. Cổ động viên các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đông hơn. Dù ngồi giãn cách nhưng họ cũng hò hét cả trận. Điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho thầy trò huấn luyện viên Bert van Marwijk tạo ra cơn mưa bàn thắng trên sân Jaben. Niềm vui đã ở lại với đội chủ nhà. Còn với các cổ động viên Malaysia, họ sẽ phải chờ trận sau. Mục tiêu 9 điểm, giờ phải hạ xuống 6 cho hai trận còn lại. Sáng nay, đội tuyển U22 Việt Nam đã tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trước khi kết thúc đợt tập trung lần này. Trong buổi sáng, đội tuyển U22 Việt Nam được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đây là đợt lấy mẫu xét nghiệm lần thứ 5 và cũng là đợt cuối cùng của các cầu thủ U22 Việt Nam ở lần tập trung này. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm sẽ có vào ngày mai. Hôm nay, toàn đội luyện tập vào buổi chiều, tiếp tục là những bài tập thể lực kết hợp rèn chiến thuật. Quãng thời gian gần một tháng tập trung vừa qua, các cầu thủ đã trải qua những bài tập tương đối nặng, yêu cầu về độ chuẩn xác cao và tăng dần. Đó là thử thách để từng cá nhân thể hiện mình và tìm kiếm cơ hội ra sân ở những giải đấu quan trọng sắp tới. Theo kế hoạch, chiều mai, ngày 5 tháng 6, U22 Việt Nam sẽ có trận đấu tập nội bộ cuối cùng trước khi khép lại đợt tập trung đầu tiên của năm 2021. Kết thúc đợt tập huấn, các cầu thủ sẽ quay trở về địa phương, luyện tập cùng các câu lạc bộ và chờ ngày các giải quốc gia quay trở lại.